Của những con số kỷ lục liên tục đạp top trending sau 2 mùa phát sóng, hơn 600 triệu lượt xem cho 73 tập, với sự dẫn dắt của Trường Giang, Harry Won cùng sự góp mặt của gần 100 nghệ sĩ. Nhanh Như Chớp đã giành giải chương trình truyền hình được yêu thích nhất tại Mai Vàng năm 2018. Nhanh Như Chớp đã quay trở lại. Yeah! Vui nhộn với các câu hỏi. Dù đầu có sừng hay bị người khác phản bội thì cũng đừng nên làm gì. Ca sĩ Ami hay gọi điện thoại cho người yêu hỏi gì. Bất ngờ với các khách mời. Ta đầy đủ. Nguyễn Minh Hằng. Chính xác. Dạ đang ngủ. Kịch tính với những cuộc bám đuổi sát sao. Liệu các kỷ lục mới có được thiết lập? Hãy đón xem ngay bây giờ. Thưa quý vị, là hôm nay là một ngày rất là vui, vì hôm nay là sự trở lại của Nhanh Như Chớp. Và rất là vui trên cuộc đời này vẫn còn có sự hiện diện của Trường Giang và Harry Won trong chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị, chúng em đã quay trở lại và hứa hẹn sẽ mang tới cho quý vị nhiều điều hấp dẫn hơn. Đã có nhiều sự thay đổi. Các bạn bây giờ, khán giả bây giờ cũng đẹp hơn hồi xưa nhiều. Đó, trời ơi, phải lắm, khen đẹp mê lắm. Và thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại, ở mùa này khung giờ phát sóng của chương trình đó là 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính LG Electronics Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình. Mùa này dữ dội lắm. Dữ dội anh, em không biết sao chứ sân khấu cũng hoành tráng, rồi khán giả cũng hoành tráng, MC cũng hoành tráng, cái gì cũng hoành tráng không, hết. Không, anh có hoành tráng gì đâu. Không anh ơi, anh là sự tồn tại là đã hoành tráng lắm rồi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay để mở màn cho cái mùa này, chúng tôi sẽ mời tới đây thưa quý vị là những đội chơi khủng khiếp. Huyền thoại. Huyền thoại, ngày hôm nay đa số là đẹp. Cái phần thiểu số thì lát chúng tôi sẽ nhắc trực tiếp luôn. Còn bây giờ mình cứ nói đẹp trước đi đã. Đội đẹp trước đã nhanh. Đẹp trước. Vâng, kính thưa quý vị, đội A đó là Jun Vũ, Trịnh Thăng Bình và Will. Đó, trời đất ơi. Đúng là đẹp xuất hiện cái là tự nhiên sân khấu nó lung linh liền luôn anh. Rất sáng. Vinh Vũ, dạ. Sao mà có thể giữ dáng được hay quá vậy? Em thực ra ăn cũng nhiều nhưng mà tại vì là chuẩn bị cho chương trình này căng thẳng quá, thế là em sụt cân bớt. Trời ơi. Dạ, thì cứ căng thẳng vậy thôi, gọi là một cái sự chuẩn bị tinh thần anh ạ. Và để cho đỡ căng thẳng là mình gắn cái nơ ở đây đúng không? Dạ vâng. Cái bông chứ hả? Nhắc nhở mình bình tĩnh lại. Gắn cái bông là mình tĩnh lại hả Nguyên? Đúng rồi. Bé nó đang lo lắng. Và với em thì đến đây thì em rất là vui bởi vì chương trình đã mời lại em. Em rất là hạnh phúc nhưng mà kèm theo đó là một cái tâm lý không có vững vàng lắm. Vì hôm nay trong đội Trịnh Thăng Bình đúng không? Không. Em không vững vàng với hai người đó. À vậy hả? Trời ơi, mình cũng lại đi đâu không vững vàng. Bình sao hôm nay kiệm lời vậy? Dạ. Thì mình nói là người mới thì mình cũng phải nên tiết kiệm lời tí xíu. Đây là lần đầu tiên xuất hiện. Ồ hả? Trong chương trình này. Thì ra là vậy. Thưa quý vị, Trịnh Thăng Bình cũng không phải là dạng vừa đâu thưa quý vị. Cũng chặt chém, cũng nói, cũng múa, cũng may cuồng dữ lắm, cũng khủng khiếp lắm. Nhưng mà thật do là mới đầu á. Người quen luôn, người quen Harry luôn. Người quen mà. Nhưng quen. Mà em lo cho Bình. Sao lo cho Bình? Tại vì những cái kiến thức mà ở ngoài kia thì em thấy Bình cũng khá là nhiều kiến thức. Nhưng mà em thấy những cái gì mà liên quan tới Nhanh Như Chớp là em thấy chỉ có chất quốc mà thôi. Chịu chất quốc mà thôi. Dạ. Thì đó cũng là lý do mà sao mà chương trình là từ mùa 1 là cũng mời em tham gia mà không có dám. Tại sợ khán giả coi xong nó mình không. Hãy yên tâm,
với phong thái này thì chắc chắn đội mình sẽ thua, yên tâm. Mời vào vị trí A nào. Đội tiếp theo, thưa quý vị, là đỉnh cao của sự náo nhiệt. Đỉnh cao của sự náo nhiệt sẽ xuất hiện ngay bây giờ với ba thành viên không thể nào khác. Kính thưa quý vị, xin giới thiệu Khả Như, Jin Tuất Kiệt và Lê Dương Bảo Lâm. Mình đâu phải là giới thiệu quán quân đâu mà xuất hiện như là quán quân vậy ta. Có, ở đây có quán quân hoài, Lê Dương Bảo Lâm. Quán quân hoài. Tại vì á là hả, chương trình định mời em mà em không tham gia thì nhiều mail gửi về nói anh Lâm ơi, anh tham gia chương trình nhanh như chớp, anh lên cái đỉnh cao của danh vọng rồi, thì bây giờ anh tham gia nữa anh không sợ hay sao? Nhưng với cái kiến thức uyên bác của em thì ngày hôm nay em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em phải là hên, mà em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em tài năng thật sự. Ngày hôm nay em sẽ quán quân một lần nữa. Say cái đoạn này chúng tôi sẽ phát đi phát lại nhiều lần sau khi thua đội bên kia. Nếu thua đội bên kia chúng tôi phát đi phát lại nhiều lần. Say thì Kim Tuấn Kiệt là lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình. Dạ, lần đầu tiên tham gia chương trình. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa vậy hả? Vì sao tham gia? Ủa lại phạt đồng bên đây hay sao mà bị giao cho chị hay chị vậy? Dạ, tại vì em biết mình ở đâu nên em không có dám tham gia chương trình, sợ lòi, sợ lòi. Sợ lòi. What? Dạ, nhiều cái mình và hôm nay em có Lê Dương Bảo Lâm là coi như là phật lòng chị Harry Potter rồi. Sao vậy? Tại Lê Dương Bảo Lâm hay ăn hiếp Harry Potter lắm. Anh ơi, gặp em ổn không? Trời ơi, đầu MC trời ơi. Hãy giúp anh được 20 triệu sẽ cho em 3 triệu đi trị đớt. có này hai đứa em thân nhau rồi. Cho đúng không chị thôi. Harry? Đâu mình làm cái thể hiện tình thân coi nè. Trời ơi. Ông mà nói gì thì nói chứ. Em thấy Lê Dương Bảo Lâm mặt tự nhiên sáng sủa anh ơi. Tự nhiên có cái chuyện thời vui tới. Thiệt là vui hay sao ấy. Tức là vừa có em bé thứ hai thưa quý vị. Dạ kính thưa quý vị các bạn, con em vừa đẻ cho nên ngày hôm nay em sẽ chiến thắng. Con em khắc sữa bú tay, ai cho giải thưởng trọn đời em mang ơn. Thiệt hay quá à, thiệt luôn á. Đúng là em mèo tin luôn á, mẹ em đẻ em ra là cái miệng em ra trước luôn á. Thì đó em xin đó. Mấy đứa ơi, bớt diễn xuất lại vô chỗ đi. Ủa chưa giao lưu mà. Không giao lưu đã. Đổ rồi. Tương ớt chiên su và món ngon bùng vị. Mình sẽ nói về luật chơi trước. Chúng ta sẽ có 4 bộ câu hỏi dành cho 4 cặp. Dĩ nhiên sẽ có 1 cặp chơi 2 lần. Và thời gian 2 phút chúng ta phải vượt qua càng nhiều càng tốt. Đội nào nhiều hơn, liên tiếp trúng chính xác nhiều hơn thì thắng. Trong chương trình sẽ có 1 giải thưởng duy nhất dành cho người leo lên số 10, câu số 10. 20 triệu đồng, 1 giải thưởng duy nhất cho vị trí số 10. Ai leo lên đó liên tục, không rớt ở vị trí nào cả thì sẽ được tiền thưởng là 20 triệu, rất khó. Đúng rồi, và ai ngồi ghế thì không được hỏi ý kiến của bất kỳ ai. Và cũng không được nói là tôi không biết hay là bỏ qua, phải buộc trả lời. Và giải thưởng ở mùa này rất khác. Đội chiến thắng ở số ngày hôm nay sẽ mang về tiền thưởng ở vòng ngoài, chưa tính vòng đặc biệt. Vòng đặc biệt là tất nhiên là 60 triệu, vòng ngoài là 18 triệu. Và đội không chiến thắng ra về với phần thưởng cũng không hề kém cạnh, đó là 12 triệu đồng. Wow. Ngoài ra, đội chiến thắng mỗi người sẽ được nhận một phần quà, đó là loa Bluetooth LG X-Boom Go. Đội không chiến thắng sẽ nhận được mỗi bạn một cặp tai nghe không dây của LG Think Free. Wow. Nhà đời đò của chúng tôi khi làm chương trình đặt tên sản phẩm đều có ý hết. Yeah. X-Boom Go là mang về đi, Go là đi về, còn Think Free là miễn phí, không tốn tiền. Cái gì cũng có lý do hết trơn á. Hợp lý. Bây giờ vậy, cặp đôi đầu tiên, bên mình là ai, bên kia là ai? Em Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi. Chết em rồi. Đâu như Vũnh Vũ. Trả lên luôn. Không Vũnh Vũ hiền. Ủa, sao hiền hậu lắm. Em muốn đấu với con cáo già nào bên đây. Cáo già. Con cua kia. Lên đi kinh rắc. Con kinh rắc. Lên luôn. Rồi, Lê Dương Bảo Lâm và Will. Như cũ có quyền nhường hoặc là quẩn to see. Giờ muốn sao? Ok. 1, 2, 3.
lên. Cắt. Thắng đưa quyền. Em lên, đâu phải chờ mệt, nóng. Lên. Lên. Lên đi. Yeah. Thưa quý vị, Lê Vũ Lâm là quán quân hoài của chương trình Danh Như Chết. Đó là quán quân rồi thắng cả quán quân luôn. Dạ. Gọi là quán quân hoài. Thế nên hôm nay là một mùa mới. Chúng tôi khởi đầu mới, mang lại nhiều tiếng cười mới. Mời Hadi Won. Mời Hadi Won. Thôi, thôi, thôi. Trời ơi. Chị em mình mới thân đây, giờ lên đọc nó xích mít nữa nè. Xích mít nữa nè. Kính thưa quý vị, Lê Dương Bảo Lâm, người ta tưởng là người ta nghĩ tới cho người khác. Người ta tưởng là làm vậy hy sinh mình chơi đầu tiên để cho đỡ áp lực của đội khác, nhưng mà thật sự thì không phải. Đơn giản thừa biết là ai mà lên đầu tiên là anh Trường Giang sẽ đọc cho Lê Dương Bảo Lâm, nhưng mà chương trình của chúng tôi đâu có dễ dàng vậy. Trời ơi, em chỉ giờ xéo sắc vậy trời. Xéo sắc mặt sân si xéo sắc. Giờ khác rồi. Dạ, dạ chị. Sao? Có muốn kiếm chuyện nữa không? Dạ không, chị rất là xinh đẹp, chị dễ chịu. Oh. Lê Dương Bảo Lâm đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Rồi. Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Đố vui nha. Hoa. Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Hoa. Hoa gì vậy? Đố vui nha. Hoa tai. Hoa tai không chính xác. Đáp án là hoa sứ. Câu hỏi tiếp theo. Hoa gì Dương Lâm yêu nhất? Hoa đố gì? Vui nha. Quỳnh Vân. Chính xác. Nhưng mà hoa gì? Hoa gì? Hoa Quỳnh. Dạ, dạ. Hoa Quỳnh. Trời ơi, cái này cho đó. Con bé này càng ngày càng duyên dáng hả? Ghê thiệt. Không phải. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Những người càng nặng ký sẽ như thế nào? Những đố người trữ. Càng nặng ký thì dễ bị tiểu đường, dễ bị nhồi máu cơ nha. Tim. Đố, đố trữ nha, đố trữ. Những người càng nặng ký, càng bị người ta nặng ký nị cắn. Nặng ký, càng nắng kỹ, kỹ nắng, kỹ nắng. Chính xác. Rồi thiệt. Ghê chưa? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Những người ế lâu năm luôn trong tình trạng thiếu người ấy ở bên cạnh thường hay cảm thấy điều gì? Đố chữ. Ế lâu năm thiếu người ấy, thiếu người ấy thấy người yếu. Thấy người yếu. Thấy người yếu. Thôi xàm xàm quá. Nhưng mà trả lời đúng nè. Đúng quá trời đúng luôn nè. Rồi câu chị. Cho kiến thức đi ạ. Cho em câu hỏi kiến thức được không ạ? Cái này thì lại liên quan tới kiến thức. Dạ em muốn kiến thức toán lý quá sinh học rồi đó. Cái này là liên quan tới văn học. Mời chị. Trong truyện cổ tích nàng tiên cá, vì sao nàng tiên cá không nói cho hoàng tử biết mình là người đã cứu hoàng tử? Tại vì bà không nói được. Bà là con cá. Ủa anh chưa coi gì đó luôn hả? Đúng rồi đúng rồi đúng đúng. Không coi chưa? Khoan, trả lời đi. Không, em chưa coi. Không biết thì trả lời được, đâu đoán được cái này, đâu đoán. Ủa, thì nó không nói được thì đúng rồi, cho em lên đi. Tại sao không ai được? Thủy đây. À, bà đã lấy được trái cổ. Trái cổ. Trái cổ. Nói nha. Phù thủy lấy giọng hát. Nàng đang hát, nàng đang hát. Thì tự nhiên bà phụ nữ nói đúng hát thật là hay. Mấy bà được, ta sẽ lấy giọng hát của ngươi. Để ngươi còn hát được hay không? Hồ tiếp. Khoan, khoan. Lấy giọng hát mà giọng nói sao? Giọng hát là nó chung một dây thanh quản. Là không la, không hát, không nói được luôn. Là mà... nó, bà lấy đi giọng hát. Rồi, thì đúng rồi. Lên. Rồi. Rồi. Cao, cao. Dạ sao? Có sự diễn xuất hỗ trợ của Khải Như với Biên Tướng Điện. Thì một hồi đội này cứ diễn xuất của em không nào. Với lại là đổi bằng cái gì mà lấy cái đó? Dạ. Đổi bằng cái gì? Đổi bằng... Nè trời, cái này đôi chân. Tại vì nàng tiên cá muốn đi nhưng mà nàng chỉ có cái đuôi nàng lết dãy cà sạch thôi. Thế là nàng muốn lên bờ để đi chơi với hoàng tử. Nhưng mà nhiều khi hoàng tử chở trên xe thì phải bành chân ra. Chứ cái đuôi mà nó chụm như vậy thì làm sao ngồi xe được. Cho nên nàng mới quyết định là đổi cái chân để có thể chơi đá banh phóng bước cùng hoàng tử. Không được, không đồng ý. Được. Không được, mới đi diễn xuất từ tập 1 tới tập 8 em mới nói được. Thì ban đầu em nói là không nói được rồi, thì anh phải cho em chứ. Thôi, không được. Không. Công bằng cho đội cái bên. Đội kia đâu có ý kiến cái còi đâu. Có ý kiến không? Anh Trịnh Thăng Bình, mình dễ trăm điều dễ cho anh. Không, anh nghĩ là thật ra nếu mà mình dễ thì mình cũng nên tôn trọng luật chơi tí xíu. Đúng rồi. Số 5.
Nhán người. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Nàng tiên cá lần đầu tiên gặp hoàng tử năm bao nhiêu tuổi? Mà không có đọc sao biết được? Không, không biết. Chuyện không đề cập tới. Chuyện không đề cập tới. Chuyện không đề cập tới. Không chính xác. Đáp án là 15 tuổi. 15 tuổi. Nói này, không được. Không chưa được. Đủ tuổi. Chưa đủ tuổi đó. Cái gì? Nàng tiên cá chưa đủ tuổi để gặp gặp trai. Ủa em gặp thôi mà có làm gì đâu. Ừ. Hết rồi má là. Má là. Nó 16 tuổi mới gặp. Em có bồ năm em 12 tuổi mà em nói gì vậy lắm. Câu hỏi tiếp tục. Vở gì chỉ để xem mà không dùng để ghi? Vở kịch. Chính xác. Đố gì vậy em? Vở gì mà khiến cho ta thật nhiều cảm xúc? Vỡ ói, vỡ ói. Vỡ ói. Ê, khi mà vợ em mà vỡ ói cái tự cảm xúc em dâng tràn. Hay, hay, lên. Hay, hay, lên. Cảm xúc lắm. Vợ mình sắp đẻ bị vỡ ói rồi. Vợ tôi vỡ ói rồi. Chính xác, chờ luôn. Trời ơi. Không có chuyện hợp lý quá mà đúng không? Hợp lý quá vậy cho lên à. Nhưng mà có câu trả lời khác không chị? Khác, đáp án là vỡ hòa. Rồi câu hỏi tiếp theo. Trường gì không có thầy cô cũng không có học sinh? Trường Giang. Đúng rồi. Đúng rồi. Trường Giang là gì? Đúng rồi. Khoan, Trường Giang có thầy cô nha. Hiện tại ở đây không có. Không. Thầy cô có đi theo anh đi quay không? Không, không, không. Câu hỏi là trường gì không có thầy cô hoặc là học sinh đúng không? Dạ. Tôi luôn có thầy cô và thậm chí tôi có học sinh luôn. Không, cũng quề. Học sinh anh đâu? Học sinh anh. Cho gặp mặt học sinh, gặp mặt thầy cô anh phát đây. La nè. Cái đó trên trái tim của anh thôi. Không, anh có thầy cô này mới thầy dạy anh nè. Đâu thầy đâu, mời thầy ra. Số nào? Không, số. Phải thầy, phải anh đi quay thầy phải theo anh 24/24. Tào lao số. Là trong trái tim của anh. Số. Thường gì? Thôi, thôi. Thôi, thôi. Kìa, Dương Vũ nói trường hợp kìa. Tại vì ở đây viết là trường gì? Trường hợp, trường hợp, trường hợp. Trường hợp. Em không phụt, em không phụt. Hả? Cho em qua cái này. Trường hợp được nè. Trường kỹ là cái ghế nằm đó. Đó, thôi dù gì cũng sai rồi đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khi bị cá sấu rượt đuổi, chúng ta nên chạy thoát theo đường nào? Đường, đường bộ. Đường sông. Đường sông. Đường thai đưa cho em. Vậy là cũng là chính xác rồi đó. Lên lên một vòng đi, ok lên đi. Rồi xuống lại đi. Mời em ơi, rồi xuống lại rồi. Vui chưa? Vui chưa? Ký tự cái gì như vậy là Quang Quân của Quang Quân đã đạt được 3 câu hỏi. Như vậy là Lê Dương Vũ Lâm, bà đã bán chính xác. Cũng ngon rồi. Cũng ngon. Chúng ta gặp gỡ lại Will. Will. Lên luôn. Lên luôn. Đừng nói gì thêm. Ủa thì Kim ra đây làm gì vậy? Đứng cho vui thôi. Bữa nay anh cho em lặng dưới tưởng là giao lưu gì. Mẹ về đi. Anh sao anh Giang? Will, lần thứ mấy ngồi trên ghế này rồi? À, lần thứ N lần anh. Lần thứ N là không nhớ quá nhiều. Quá nhiều. Đã có giờ lên tới 10 câu chưa? À, trong lịch sử của em thì chưa. Rồi, hy vọng hôm nay điều đó sẽ thay đổi. Chúng ta dành 2 phút nhanh như chớp với Will. Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Đố vui thôi. Hoa quỳnh. Hả? Quỳnh quỳnh, hoa quỳnh. Đó hoa quỳnh. Hoa quỳnh là có. Đâu có, hoa quỳnh đâu có trồng. Thì thua rồi anh ơi, anh đâu thì là... Anh giao đãi gì? Anh! Anh! Không phục, em không phục. Ủa? Em mời camera zoom lại hình ảnh của anh Giang hồi nãy à. Là gì? Trời ơi, mặt sân si dễ sợ. Hồi nãy anh có nhắc em thì... Hồi nãy anh có nhắc em thì giờ anh nhắc lại Quy là quê thôi. Thôi anh không được nhắc. Rồi, là hoa gì? Hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền không chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Là sao? Trồng răng là răng gì? Răng sứ. Hoa gì? Ai hồ. Ai hồ. Câu nơi dục viên đúng không? Cậy ráng đi bạn à. Rồi, câu tiếp theo. Hoa gì Dương Lâm yêu nhất? Hoa quỳnh. Lên. Câu này là đối chữ nè, đối chữ nha. Những người càng nặng ký thì sẽ như thế nào? À, càng nặng ký. À, nặng ký đó thì sẽ đố như thế nào? Đối chữ không? Càng nặng. Đố chữ hả? Mẹo mẹo phải không? Càng nặng ký, nặng kỵ nắng. Lên. Kinh nghiệm, quá nhiều kinh nghiệm rồi. Câu tiếp theo, vẫn là đối chữ. Những người ế lâu năm luôn trong tình trạng thiếu người ấy ở bên cạnh thường hay cảm thấy điều gì?
người ấy. Anh Bình anh biết không? Thiếu người ấy. Thiếu người ấy. Thiếu người ấy. Thay người yếu. Lên. Nói nghe nè, mình trả lời xong đi rồi mình phân tích, chứ mình đừng có gì hết giờ nha. Đừng có gì đừng có tào nét. Ừ, hết giờ đó. Câu tiếp theo. Trong truyện cổ tích nàng tiên cá, vì sao nàng tiên cá không nói cho hoàng tử biết mình chính là người đã cứu hoàng tử? Dễ ẹt. Dễ ẹt. Nàng tiên cá lúc đầu hát được, nhưng mà lúc sau là vì muốn lên bờ gặp hoàng tử nên là hy sinh giọng nói tiếng hát là câm luôn, nên là sẽ không nói được. Lên, lên. Thưa gì? Anh có con mà, anh không cho con coi nè. Quán quân hoài trong bộ của hỏi đợt 1 đã thua một bạn chưa từng quán quân. Nàng tiên cá lần đầu tiên gặp hoàng tử năm bao nhiêu tuổi? Câu này dễ nè. Ủa nãy em biết câu chuyện này mà. Nhưng mà em đâu có để ý tuổi của chị đâu. Thôi trả lời lại nha. Thôi nhanh. Lại đi, 15 tuổi. Lên. Thiệt hả? Yeah, mình yeah, yeah, yeah. Yeah. Vở gì chỉ để xem mà không dùng để ghi? Vở kịch. Lên. Chị tôi. Diễn kịch đó. Hay diễn kịch có biết chứ. Mình có thể, mình trả lời liền mà đừng tạo nét được không? Nó mất thời gian. Ok ok, em ổn nha. Vở gì mà khiến cho ta thật nhiều cảm xúc? Thật nhiều cảm xúc. Vở gì? Vở Oa. Lên. Trường gì không có thầy cô cũng không có học sinh? Không có thầy cô không có học sinh. Trường Giang. Không, chính xác. Ủa? Ủa anh không có thầy cô hả? Gì? Anh sống tới thời điểm này anh có thầy cô hả? Em nói đại vui, em biết hết giờ rồi. À hết giờ đúng rồi. Tắt rồi. Trường hợp, ví dụ vậy. Trường hợp. Trường kỹ, trường kỳ ha. Trường kỹ là cái ghế nằm á. Ủa vậy được mấy câu rồi? Thưa quý vị, 7 đáp án liên tiếp chính xác. Will thắng 1-0. Ủa vậy là em thắng quán quân hả? Gì? Nó là không em nghe. Thắng được quán quân. Không nghe rõ. Ý là em thắng được quán quân Lâm Đồng Nai. Đúng rồi. Nói lớn với mày mà không nghe gì hết á. Em thắng được quán quân Lâm Đồng Nai mới chịu. Nhớ repeat lại cái đoạn, replay lại cái đoạn đầu đó. Ngày hôm nay em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em phải là hên. Mà em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em tài năng thật sự. Ngày hôm nay em sẽ quán quân một lần nữa. Say. Rồi tiếp theo sẽ là ai? Chị Đậu Đen. Đại Dư và đầu đẹp của em. Em chưa anh Vũ. Dạ. Dung Vũ. Dung Vũ. Đụng ai đụng chị đầu đàn Khả Như là chết rồi Dung Vũ à. Đi Linh đi. Thua nhục bây giờ. Thua nhục bây giờ. Không, em cũng chuẩn bị tinh thần vào. Rồi, quán tôi xì đi, quán tôi xì cho quán bàn đi. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thắng quyết định. Là em. Quyết định, muốn sao? Thì trước đi em. Cho em lên trước đi ạ. Ờ, đi mày. Lấy lui chờ mệt lắm. Thưa quý vị, chúng ta cùng Chuyên Vũ có 2 phút để nhanh như chớp. Tiền gì chỉ có Nhã Phương có? Trời ơi. Tiền của anh Trường Giang ạ. Hả? Tiền của anh Trường Giang. Đây là câu đố chữ. Tiền của anh Trường Giang ạ. Đúng mà. Không phải đâu. Không chính xác. Ủa? Chúng tôi đang đố chữ chứ không phải là đố nghĩa. Đố chữ nghĩa là gì? Là phải ráp chữ vào. Tiền Giang. Đúng rồi. Còn tiền của anh Trường Giang thì nhiều người có, không phải mình Nhã Phương đâu. Câu số 2. Ở ngôi làng nọ có một người đàn ông tên Phú sống rất lâu. Người dân trong làng thường gọi ông là gì? Đố chữ. Phú ạ. Phú, tên Phú, sống rất là lâu. Phú. Người đàn ông tên Phú, Phú sống là. Dạ. Ca sĩ Amy hay gọi điện thoại cho người yêu hỏi gì? Sao anh chưa về ạ? Không chính xác. Ờ đúng rồi, câu hát trong bài đâu có đi nhà đâu. Sao anh chưa về vậy thôi mà. À, không có. Đố tên mày hát chứ. Sao anh chưa về nhà? Chưa chính là. Gò gì ai cũng có. Gò, gò má. Lên. Gò gì có rất nhiều ở biển? Gò cát ạ. Lên. Tiếp tục làm câu đối chữ. Có một chiếc xe hư đang đậu trên đồi. Làm sao để mang chiếc xe đó về nhà? Xe hư đang đậu trên đồi. Đậu trên đồi. Làm sao để mang chiếc xe đó về nhà? Không nhắc nha mọi người. Đậu trên đồi á. Đậu trên đầu ạ. Lên. Chương trình ạ. Chưa có nhìn, em chưa có nhìn. Chương trình chúng tôi đã có MC rồi. Mong các người chơi được người MC. Anh nhắc. Không nhắc thêm lần nữa nha. Anh Giang.
thôi đó, nó bỏ qua cho em. Nhưng mà em chưa có nhìn. Em ơi, con em khắc xưa bu tay á. Sao anh không cho giải thưởng anh Giang ơi? Thám tử nổi tiếng ở Nhật Bản mà đứa trẻ nào cũng biết. Thám tử Conan ạ. Lên. Yeah. Giỏi quá. Tên thật của Conan là gì? Shinichi Kudo ạ. Lên. Em có tuổi thơ, em có tuổi thơ. Tên các nhân vật của tổ chức áo đen trong phim hoạt hình Conan được đặt tên theo loại đồ uống nào? Theo các loại rượu ạ. Sao biết hay vậy? Em đọc Conan mà. Em sợ Conan. Em có tuổi thơ. Hay nhỉ? Vì sao chàng trai gọi cô gái là Google? Đố vui. Thả thính. Tại vì hỏi gì cũng biết ạ. Chàng trai gọi cô gái là Google đúng không? Hỏi gì cũng biết là không phải, không chính xác. Nè, bây giờ anh sẽ nói về Google cho mọi người hiểu nha. Google là công cụ tìm kiếm nhưng không có nghĩa tất cả mọi thông tin trên đó đều chính xác, đúng chưa? Thế nên chàng trai hay gọi cô gái là em là Google của anh, hỏi sao vậy? Vì em là mọi thứ anh tìm kiếm. Đúng rồi, ok rồi, giỏi rồi. Quá hay rồi. Thưa quý vị, Chun Vũ, sau nhiều tháng học tập ở bên Thái Lan, tại vì phục bé này là của Thái Lan mà, qua đó nghiên cứu, học hỏi tìm tòi, bây giờ đã mang về 6 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Hay quá Chun ơi. Em nhớ. Lo quá. Lo quá. Chị Khai Như em không thể nào mà trả lời được những câu hỏi này. Ai? Chị Khai Như của em. Chị Khai Như của em. Thưa quý vị, chúng ta gặp lại Khả Như. Em đây. Yeah. Lê Như bảo làm có vẻ như không có niềm tin gì cả em. Nó là chết Khả Như rồi. Câu hỏi khó lắm hả? Khó lắm chị ơi. Khó, người ta lên 6 câu mà sao gọi là khó? Lên 6 câu luôn hả? Đúng. Nhưng mà lên xuống á chị. Trời ơi, cái chuyện mà chị không thắng á, bình thường mà, đâu có gì đâu. Không nha, chị Khả Như là đàn chị. Cái vốn sống, vốn xã hội của chị rất là cao. Cái sự sống lâu của sống chị. Sống lâu của well, chị. Đủ rồi. Không, em sẽ thắng. Lên đây đi, lên. Thì không, sợ quá. Tại sao đội em lúc nào cũng lại 20 won vậy? Em thấy có sự không công bằng ở đây. Ủa sao lại không công bằng ở đây? Vậy gì chị 20 won phải nói rõ ràng nha. Phải nói rõ ràng nha. Ủa nãy giờ mình cũng nói rõ ràng mà. Không, em không có nghe, em trả lời bằng linh cảm thôi đó. Không cần nghe nội dung hả? Không cần nghe nội dung. Kính thưa quý vị, Khả Như đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ nha. Tiền gì chị Nhã Phương có? Đố chữ. Tiền gì? Tiền gì Nhã Phương mà có? Mà chỉ có Nhã Phương có. Nhã Phương. Dạ. Yeah. Tiền gì? Tiền Giang. Yeah. Đúng rồi. Hay quá. Ôi, chị tôi sống lâu và thông minh nữa, cố lên. Lại là đố chữ. Ở ngôi làng nọ có một người đàn ông tên Phú, sống rất lâu. Người dân trong làng thường gọi ông là gì? Phán lù. Hả? Ông Phú là ông mới nói gì vậy? Phú sống lâu. Phú sống lâu. Sống lâu. Đố chữ. Hết thời gian nha. Lâu đó. Nói lại vậy anh hay cho con uống bằng sữa gì? Sữa đó. Sâu lắm. Đố chữ đó. Nói lại hết giờ. Giống như cầu trên này, giống như cầu ở trên. Đừng có lèo lại. Hết giờ, nó lại đi. Đừng có lèo lại hả? Đừng lèo lại. Phú sống lâu. Phú lâu. Hết giờ. Hết giờ, không chính xác. Nói lại đi. Chứ cái gì? Trời ơi. Phú thọ. Sống lâu là gì? Trời ơi. Chị Phú ơi. Su Cà Na. Trời ơi, chị Phú Cà Na quá à. Bỏ thì hết, làm lại từ đầu. Ok. Hết giờ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ca sĩ Ami hay gọi điện thoại cho người yêu hỏi gì? Trời đã gần xa, sao anh chưa về? Thêm chữ nữa. À, anh đợi em nhé, anh trời. Trả lời. Sao anh chưa về? Hay hỏi gì? Rồi. À, mấy giờ rồi anh tắt suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi. Nghiêu. Chốt câu cuối rồi, chốt câu hả? Thôi nói gì? Taxi, trời đã gần sáng rồi. Không có nói cái lời nữa, trả lời đi. Trả lời đi. À, sao anh chưa về nhà? Đúng rồi. Chính xác. Thương anh đi. Hát hoài, chúng ta đã yêu cầu trả lời mà. Ngồi hát hoài. Rồi câu hỏi, gò gì ai cũng có? Cái gì? Gò gì gò má. Chính xác. Hay quá. Gò gì có rất nhiều ở biển? Gò gì có rất nhiều ở biển? Đúng rồi. Biển thì có gì? Ngoài biển có gì nè? Thì biển có gò gì cát, đây? Gò sống. Rồi, rồi đó. Rồi trả lời đi, gò gì? Gò gì? Gò cát. Chính xác. Chán
gì tự hào á chị Như? Ai cũng trả lời được, có chị chứ không trả lời được á. Rồi khác. Đúng cái là Gò Công xỉu luôn á. Tính nói Gò Công rồi đó. Dạ chị à. Gò Công có biển nha. Biển nào Gò Công? Ừ rồi. Đố chữ nha. Có một chiếc xe hư đang đậu trên đồi, làm sao để mang chiếc xe đó về nhà? Rồi bớt lại. Em hát mà. Làm sao mang chiếc xe đó về? Thì đậu nó lại rồi kéo nó về. Thì cái này là đố chữ đó nha. Đố chữ nha. Bốn chữ. Đậu trên đồi, đổi trên đầu. Chính xác. Ủa, nãy vô tới số mấy? Sao? Sao rồi? Còn hai câu nữa. Tiếp đi quên. Nhưng mà vậy nè, bây giờ muốn thắc mắc. Hồi nhỏ đó có hay đọc truyện tranh không? Có. Bình thường hay đọc truyện tranh về cái gì? Thám tử Conan. À, nữ hoàng Ai Cập. Trời ơi. Đúng rồi. Chơi bao. Em ăn rồi. Hấp bằng cái từ. Im. Gì à? Gì kệ đó. Thám tử nổi tiếng ở Nhật Bản mà đứa trẻ nào cũng biết. Trời ơi. Conan Shinichi Kudo. Mày có hù lần gì? Người yêu là Ranmori. Sao? Bây giờ trước cái câu đặt câu hỏi thì sao? Bây giờ muốn nói nè. Sao? Nói đi. Dạ nói đi à. Chị nói là hết giờ rồi chị. Quá nè. Mình đang nói chuyện bình thường đâu có thiếu thời gian đâu. Harry đọc rất rõ ràng và rất dễ thương. Sao? Nói đi. Dễ thương mèo Harry luôn. Harry xinh đẹp, dễ thương, nói chuyện rõ ràng, không đớp, không quẹo. Vậy hồi nãy Lê Dương Bảo Lâm là cái gì? Lê Vũ Lâm phàm ngôn, nói bậy bạ, không sống ta. Ok, rồi, chấp nhận, ok, chấp nhận. Gì miếng cơm, miếng sữa. Gì vài lon sữa đâu. Sẽ được hết giờ của chị em. Rồi, câu hỏi, tên thật của Conan là gì? À, Shinichi. Đúng rồi. Shinichi Kuro. Chính xác. Đúng rồi. Yeah. Một câu vậy đó. Vậy rồi, bằng rồi đó. Gia đình đừng chờ chị. Hãy cố lên. Im đi, chị sợ quá. Cả một công ty tập đoàn nhà chị đang chờ chị. Cha mẹ chị đi về. Sợ quá. Tên các nhân vật của tổ chức áo đen trong phim hoạt hình Conan được đặt tên theo loại đồ uống nào? Các loại rượu. Đúng rồi. Rồi, hết giờ. Yeah. Hả Như. Chị em á, đi ra đi. Trời ơi, ôi là, mới khen ngợi người ta xong đi ra đi. Chị em. Trời ơi. Để tôi mở cửa cho chị em. Lẹ lên, đúng rồi, chị say sóng mà. Ủa, lấy vô mấy ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là Thả Như đã đúng đáp án liên tiếp 7 câu. Trời quá à. Mới có thắng một vòng hey, mà tự nhiên quán quân vậy. Cái máu quán quân của anh còn nữa. Mà trong khi đó hồi nãy lúc Hạ Như vô chết chị em mà bà không biết gì đâu, chết bà rồi. Trời ơi, bây giờ tỷ số hiện tại là 1-1 thưa quý vị. Bây giờ là cặp thứ ba, những người lần đầu tiên đến với chương trình Trịnh Thân Bình và Kim Tuấn Kiệt. Wow. Đây là hai bạn ca sĩ và có chung niềm đam mê sáng tác ca nhạc sĩ. Đó, tự sáng tác, tự hát. Ai lên trước? Bây giờ thì nếu mà nói một câu công bằng á, mình lớn thì mình phải nhường. Trong lâu á. Đúng không? Thứ mình nhất... có thể nói đơn giản dễ hiểu hơn được. Dạ thì thứ nhất là mình nhường, là mình sẽ nhường, là mình sẽ là người thi trước. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất á, là nếu mình thi trước á thì cái cơ hội mình xuất hiện ở sân khấu này nó dài hơn. Thì nên là em quyết định là em thi trước. Quan trọng em nó chịu hay không? Anh lớn nói vậy thì em nói gì nữa giờ? Em chịu không? Chịu đó, chịu chứ. Chịu đi anh. Đúng rồi. Lên. Đúng rồi. Trường Giang đọc cho đội được nhiều rồi, bây giờ mời Harry đọc cho Trịnh Thân Bình. Dạ. Đó. Hãy nha Ri ơi, đi. Dạ. Đớt nha Ri. Quên hết tiếng Việt nha Ri, quên hết tiếng Việt nha Ri. Quên hết tiếng Việt. Nói tiếng Hàn. Không sao, thật ra là chị Harry là mình cũng nghe chị chửi, mình còn nghe được thì đừng nói chị nghe, chị nói chuyện. Thật ra thì Trịnh Thân Bình với Harry biết nhau hơn 10 năm, mình chửi nó gọi nó nghe hết rồi. Rồi. Chắc quen hơn. Ok,
Trịnh Thăng Bình đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Mà vậy nè em ơi, cái bài hát mà em á em sáng tác đó, em hỏi em với Liz hát á, nó hot quá trời hot, thì em có thể là tặng một khúc em, cho cái gì khán em giả nghĩ là không? Em tặng cũng ok đó, nhưng mà em nghĩ nếu mà em tặng mà nó sẽ có thêm cái khúc tiếng Hàn của chị hát, giống như là chị hát với lại anh Thành á, thì cái bài nó hay hơn nữa. Thôi em hát cái khúc của em thôi, ok, thử đi. Ngày em nói ở bên cạnh nhau qua nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Ngày em nói giữa chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó hơn. Yeah. Hơi tẹt nha chị. Hơi tẹt nha. Hơi tẹt bắt tông hơi cao nha. Hơi xét anh nhỉ. Chào, không sao hết á. Tại mình đi chơi game show hài, chứ mình đâu chơi game show hát đâu cưng. Dạ đúng rồi. Chừng nào mà game show hát thì mình hát hay lắm. Thôi nói gì từ giờ, anh nói gì kiếm chuyện với em. Thôi chị xin em. Em nói đây, chị góp ý là hơi xét thôi mà. Em chỉ là cái cương vị của người khán giả thôi, em nói ồ hơi xét thôi. Con gái nhà đức cha. Dạ. Rồi, giờ ổn chưa nè? Em hả? Ok. Mời câu nha anh Bình. Câu hỏi bắt đầu. Trấn Thành và Harry yêu nhau như quán cháo lòng đóng cửa, nghĩa là họ yêu nhau như thế nào? Hết lòng rồi. Hết lòng rồi. Hết lòng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Ê, em biết mấy cái này hả? Hả? Em biết mấy cái này hay hả? Ủa em ơi, dễ quá mà Harry. Cháo lòng đóng cửa thì hết lòng đóng cửa chứ bây giờ cháo yêu nhau hết lòng đúng rồi. Ồ, rồi. Còn cháo không ai mua. Câu hỏi tiếp theo, đố vui nha. Chàng trai đặc biệt danh cho người yêu là Lỗi. Mỗi lần cãi nhau, chàng trai sẽ nói câu gì cho cô gái hết giận? Thôi xin lỗi. Anh xin lỗi. Thôi rồi, anh nghĩ lại rồi. Lỗi của anh. Chính xác. Hay quá. Anh Bình ngôn tình quá anh Bình ơi. Lẹ lắm Will, lẹ lắm. Rồi. Kể tên một bài hát mà nghệ sĩ Trường Giang có đọc rap. Cái gì? Kể tên một bài hát mà anh Trường Giang có đọc rap. Không biết đâu. Biết. Trường Giang mà bài hát mà anh Trường Giang đọc rap hả? Yeah. Có hả anh Giang? Có chứ. Nhiều. Nói đại đi Bình ơi. Thôi, lỗi của em. Không chính xác. Đáp án là Bé Heo Ơi. Bé Heo Ơi hả? Ờ, Bé Heo Ơi. Máu chảy về tim. Miền Trung number one. Bé Heo Ơi là trong phim Siêu Sao Siêu Ngố đó. Phim đó đó. Đây là đố chữ. Bàn nào không có chân. Bàn nào không có chân. Ờ, là bàn gì? Bàn cờ. Đáp giờ án là gì? Đáp án giờ một bàn cờ, hai bàn ủi thôi. Thôi bàn ủi đi. Bàn ủi, chính xác. Bàn tay đóng chân. Rồi. Xong gì vốn dĩ ồn ào. Đố chữ. Xong gì? Xong gì vốn dĩ ồn ào hả? Đúng rồi, là xong gì. Nói là hiểu nhau, chửi nhau còn nghe được mà. Vậy gì hỏi lại hoài. Xong gì vốn dĩ ồn ào. Rất là ồn ào. Xong, em nghĩ chắc xong Cửu Long á. Tại đến chín con rồng cũng chửi nhau. Chín con rồng cũng chửi nhau. Đố chữ đó. Trời ơi. Không chính xác. Không chính xác. Đáp án là Sông La. Sông La hả? Ờ, La Sông La. La. Sông La nghe tên vui nhất. Trong chuyện Anh Hùng Xạ Điêu, cô Long lần đầu gặp Dương Quá ở đâu? Trời ơi. Cô Long gặp Dương Quá ở đâu hả? Chắc là Dương Quá lúc đó còn nhỏ xíu mà. Là sao? Đáp án của em là gì? Đó, trong chuyện Anh Hùng Xạ Điêu. Anh Hùng Xạ Điêu hả? Ừ. Thôi, cô Long lần đầu gặp Dương Quá ở đâu? Gặp ở đâu trời? Khó quá rồi. Hang động đại đi chứ. Không chính xác. Đáp án là không có. Tại vì cô Long gặp Dương Quá trong chuyện là Thần Điêu Đại Hiệp. Hồi nãy là Anh Hùng Xạ Điêu, nhưng mà trong đó đâu có gặp đâu. Cô Long gặp Dương Quá trong chuyện là Điêu Đại Hiệp. Đó là hai chuyện khác nhau, hai phim khác anh nhau. Anh Hùng Xạ Điêu là Quách Tỉnh. Hiểu không? Hiểu. Quách Tỉnh Hoàng Dung. Thần Điêu Đại Hiệp là đấy. Đố chữ. Bắc gì không có nước? Bắc Cạn. Chính xác. Kiểu như vậy nha. Phố nào luôn đứng một chỗ? Phố nào luôn? Phú hả? Phú nào luôn đứng một chỗ hả? Ờ, đứng một chỗ. Đi không? Đứng yên là đứng một chỗ. Đứng một chỗ là mình bớt Phú Yên hả? Phú Yên, chính xác. Nhắc rồi. Ai đó. Em nói chữ yên thì đại chả biết. Đúng không? Không, một lần nghe chưa? Không có nghe là chuyện của em, nhưng nhắc là em bị vạ lây. Hay quá anh Giang ơi, anh còn là công minh. Xê. Thôi vậy thì xuống rồi. Anh Bình. Trời. Nãy giờ anh có qua được bước 2 chưa vậy? Qua rồi. Anh cũng qua rồi. Rồi, đố vui nha. Vì sao chàng trai gọi cô gái là Trend?
Vì sao chàng trai gọi cô gái là trend? Nó cũng là kiểu như tối vui và thả thính á. Thả thính thôi. Em là trend của anh. Em ba vâng thơ hôm nay trend đi. Em nghĩ chắc Nhung Binh Z á. Là gì? Là em gì đó, em, anh on top không phải trên zing, không trending gì đó. Đáp án ý nghĩa là gì? Em lúc nào cũng là ở trên đầu á. Trên đầu anh không trên xa. Đáp án là vì lúc nào anh cũng muốn bắt bắt trend á hả? Đúng rồi. Thả thính á. Khó cái này, khó. Ai hiểu nó tập lâm nghĩa. Không, cái này khó nha. Rồi, có cổ nhưng không có đầu, có hai cánh tay nhưng không có bàn tay, đố là gì? Có cổ mà không có đầu, không có đầu, có tay nhưng không có bàn. Có cổ không có đầu. Cổ động. Cổ tay, cổ áo hả? Đây là gì? Cái áo hả? Áo gì? Áo sơ mi. Dạ. À. Rồi, đáp án là áo sơ mi. Cuộc sống khó khăn nhỉ. Cuộc sống rất là khó khăn. Và Trịnh Thăng Bình đã đúng đáp án liên tiếp hai câu. Yeah, giỏi anh ơi. Hey, ghiên đến kiệt chăng câu quá. Anh Bình cố tình nhường đó, lớn mà. Không có đâu. Không biết thiệt á. Không biết thiệt, cái này nhiều. Trịnh Thăng Bình lần đầu tiên đến với chương trình với những câu hỏi lắc léo, với những giọng đọc nó đúng không? Không sao hết á. Không sao hết à? Mình người thân mà không lẽ giờ mình trách ta? Không sao, đây chung cuộc chơi thôi. Chung cuộc chơi. Cuộc chơi thôi. Cuộc chứ chơi để thôi. Xong mất lòng chị em kìa. Mất lòng chị em, đúng rồi. Thôi thưa quý vị, Bình nói với cái giọng đó là chấp nhận đau thương. Biết sao giờ? Biết sao giờ? Lên rồi lại đủ xuống. Chị mình mà. Chị mình nói mà. Chơi mười mấy năm trời. Giờ em lại nói tại chị, tại chị. Cái sao ra đời nhìn không nhau. Không, giờ em đi xuống đây đứng nha. Dạ, đứng đến đây cũng hơi quê. À, đối diện, đối diện chuyện hả? Không sao đã, từ từ. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Kim Tú Kiệt. Anh ổn không? Hai câu. Em chỉ cần ba câu là đợi mình thắng 2-1. Ba câu. Dễ không? Anh nghĩ là ngon á. Cho em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều mà hên xui đi anh. Hên xui đi anh. Lên, tới đầu tới. Cảm ơn mình. Thưa quý vị thân mến, như đã nói từ đầu, Trịnh Thăng Bình và Kim Tú Kiệt có một điểm chung, mặc dù là đàn anh và đàn em, có nghĩa là tự hát, tự sáng tác, tự hát rồi sản xuất đó. Bây giờ hát câu gì đó tặng cho ai đó, ví dụ vậy. Tặng cho ai anh? Không thể yêu ai được nữa ngoài em. Kim Tú Kiệt có một bài hát mang tên là Không Thể Yêu Ai Được Nữa. Bài đó được sáng tác cũng một năm mấy nay. Năm mấy thì mới sau bắt khi, đầu á, cũng là bắt đầu. Sau khi có một sự thay đổi về về cuộc sống. Hát tặng cái gì đó không được, không cần bài đó, bài gì cũng được. Còn em hát cái bài em mới sáng tác được không? Dạ được. Đồng Tháp nơi cô ấy sinh ra đó. Cậu Tháp là quê. Em đâu có sáng tác bài nào ở Đồng Tháp đâu anh. Hát đi em à. Ủa bé hả? Bé thì ở Đồng Tháp đúng không? Đồng Tháp. Đâu Lãnh hay đâu? Sa Né. Đồng Tháp. Sa Né phải về đi. Anh nói gì vậy anh? Hãy hát một bài mới em sẽ sáng tác là bài Sa Đéc nơi xa lắm á. Dạ. Hay là rước dâu Sa Đéc. Kỳ quá anh vô. Kỳ quá. Thưa quý vị, 2 phút dành cho Kim Tú Kiệt nhanh như chớp. Yeah. Câu đầu tiên là một câu đố vui. Dạ. Trấn Thành và Harry yêu nhau như quán cháo lòng đóng cửa, nghĩa là họ yêu nhau như thế nào? Quán cháo lòng đóng cửa. Đóng cửa. Đóng cửa. Nghĩa là họ yêu nhau như thế nào? Yêu hết lòng, yêu hết lòng. Hay quá em ơi. Hết lòng đóng cửa thôi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Quý Kiệt ơi. Mẹ em đang coi chị Kiệt. Mẹ em đi với mẹ. Em làm việc tự hào cho mẹ em. Yeah, yeah. Mẹ em đang rưng rưng nước mắt kìa. Mẹ Hết giờ. Mẹ em coi là có ai coi nữa. Có một cô gái như Đồng Tháp dò dỏ mong chờ. Anh Kiệt ơi cố lên. Đồng Tháp đang chờ anh rước dâu. Anh Kiệt ơi. Mình tiếp tục với anh. Kỳ quá, người này kỳ quá. Kỳ. Nói chuyện nhỏ với Buka hoài. Nói chuyện nhỏ với Buka hoài. Hoài. Câu số 2. Dạ. Chàng trai đặt biệt danh cho người yêu Lỗi là cái tên á. Mỗi lần cãi nhau chàng trai sẽ nói câu gì cho cô gái hết giận? Là một câu đố vui. Câu đố vui. Đặt chàng trai đặt tên cho người yêu. Ví dụ như là em á, em đặt cho Buka tên là Lỗi. Thì lúc mà em giận em phải nói gì? Anh hay ví dụ á. Thì ví dụ cho em dễ hiểu mà. Nói câu gì cho cô ấy vui. Lại vô mình xin lỗi đúng không? Phải kêu tên người đó. Ta kêu sao nè? Yêu như lỗi của anh, lỗi của anh. Lên. Em trai của chị, gia đình tự hào về em bé ơi. Wow. Câu này rớt xuống nè. Kể tên một bài hát mà Trường Giang có đọc rap.
trong phim anh đóng. Wow. Siêu sao siêu ngố. Wow. Bài có con heo. Wow. Anh đọc rap có coi phim đó mà. Bài đó bài gì? Em nhớ nè, nhưng mà bài tên gì? Cái tên bài hát đó. Tên bài hát. Có liên quan tới cái gì? Ê, anh lỡ quỳ rồi. Nãy mới nói. Em. cái mà anh cạo lông heo rồi. Trời ơi. Giờ rồi. Bé heo. Hết giờ nó đại đi. Bé heo ơi. Lên, lên. Why? Bàn nào không có chân? Đố đố chữ. Bàn nào không có chân? Trường trường học của em nào trường bàn cờ là không có chân. Bàn cờ. Trường trường cái trường học của em ở trường bàn cờ là không có chân. Cái tên là bàn cờ không có chân. Dạ. Lên. Lên. Hay quá em ơi. Em ấy tự hào về em. Em có nói chuyện với mẹ em không? Con yêu mẹ nhiều lắm. Wow. Em muốn nói với người dân Đồng Tháp không? Em yêu người dân Đồng Tháp. Wow. Đồng Tháp là quê mẹ em luôn. Wow. Wow. Đây, sông gì vốn dĩ ồn ào? Sông gì? Đố chữ á. Sông gì vốn dĩ ồn ào? Ồn. Ồn gì ta? Tự trọng. Tự trọng. Không có để người ta coi thường mình còn là. Lên. Không dám, em không dám. Em không có dám. La thì phải ồn. Dạ dạ. Đây, tiếp tục. Trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu, cô Long lần đầu gặp Dương Quá ở đâu? Nghe cho kỹ. Cô Long trong trong hang. Trong hang. Không chính xác, không chính xác. Câu hỏi chúng tôi là trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu, cô Long lần đầu tiên gặp Dương Quá ở đâu? Đáp án là không có, bởi vì đó chính là chuyện Thần Điêu Đại Hiệp. Ai cũng nhầm hết. Thần Điêu là bất cảnh quan luôn. Nhưng mà trong cái cảnh là gặp ở trong hang mà đúng không? Nhớ ta không, nó không có trong chuyện đó. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, mong quý khách thông cảm. Hai phim khác nhau không? Ủa vậy? Anh Hùng Xạ Điêu khác với Thần Điêu Đại Hiệp. À dạ dạ. Đó. À quên ha. Quên cái gì? Ờ ha. Mà em đang buồn em kia. Chồng Tháp đang buồn em đó. Trời ơi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Lắc em xuống. Chưa, còn giờ mà. Ủa đợi đi không kỳ vậy? Bắt gì không có nước? Đố chữ. Không có nước là cạn, là bắt cạn. Lên. Wow. Phú nào luôn đứng một chỗ? Phú đứng một chỗ. Đứng một chỗ là đứng yên Phú Yên. Hay quá. Vì sao chàng trai gọi cô gái là trend? Giống như hồi nãy giờ mình đã hay đố kiểu thả thính á. Trend á, trendy, trend á. Trend à. Vì em là xu hướng của anh. Đúng không? Thì sao? Không. Ủa chứ là cái gì? Câu này khó. Vì em là trend thì lúc nào anh cũng bắt trend. À. Anh Giang xin mời anh xuống. Xin à. Mời ạ, xin mời. Dạ. Kiếp trời. Kiếp trời quá trời. Có ẩm lên giống nãy không? Không em nặng em ơi, mình dìu xuống thôi. Rồi trời giỏi quá Kiệt ơi. Ẩm ẩm ẩm. Thôi cưng nặng 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 em ơi, nặng gãi gãi gãi. Thưa quý vị, Kim Tú Kiệt mang về 5 đáp án liên tiếp chính xác. Trịnh Thương Bình chỉ có 2 thôi. Tỷ số hiện tại là 2-1. Bây giờ lượt cuối cùng chúng ta lựa chọn lại một người không gãy người vừa rồi. Chị đâu đang? Chị đi chị, em ngu ngu muội lắm. Không chơi đi không, cho vui. Chị làm được, em thấy chị làm được. Không em thấy hào quang của chị đó chị Như ơi. Em làm không được, em sẽ em không được đâu. Chơi cho vui đi, em đến với chương trình đúng đây. Đúng rồi, mình vui mà, mình vui thôi anh ơi. Lê Như Bảo Lâm và Will. C. Tự nhiên cái gì? Anh Lâm, đây là cơ hội để anh rửa mối nhục đây. Đúng rồi. Cố lên. Hãy rửa mối nhục con. Rửa nhục đi. Số nào? Dễ ăn. Không nghe. Em thắng được quán quân. Không nghe rõ. Em thắng được quán quân Lâm Đồng Nai. Đúng rồi. Sữa, cái sữa rồi. Cái con cua kinh rác này, mình sẽ bé càng rồi. Em đi. Ai lên trước? Con cua. Em không? Rồi lên luôn. Lên sao không được. Yeah. Do là muốn công bằng cho chương trình, cho nên lần này thì Harry sẽ đọc cho Will nha. Yeah. Là em thích chị lắm. Ủa sao vậy? Chị nói chuyện dễ thương, có duyên. Trời ơi, nói vậy được luôn hả? Nhưng mà sao cái mặt em khựng khựng vậy ta? Sao tái tái và mét mét vậy? Nãy giống như diện chưa tới á. Mình lấy hơi mình đọc nha chị. À vậy hả? Mình đọc nha. Ok.
Will đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Em dở thôi, chị đọc hay mà. Ok, câu hỏi bắt đầu. Dù đầu có sừng hay bị người khác phản bội thì cũng đừng nên làm gì? Đố chữ. Đố chữ cái gì? Đúng rồi. Dù bị người khác phản bội. Quá dễ. Cũng đừng gì? Đừng gì thì đó, hỏi em đó. Đầu có sừng. À đừng có sầu. À đừng có sầu. Chính xác. Trong câu chuyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần, ngoài món quà ba điều ước thần đèn còn tặng cho Aladdin món gì khác? Đố chữ. Ngoài món quà ba điều ước thì còn tặng cái gì nữa? À tặng cây đèn thần. Không chính xác, mời chú nào. Trời. Đây là đố chữ trong chuyện Aladdin và cây đèn thần thì được tặng thân đèn cầy. Đó, đố chữ mà, dễ mà. Tính mình biết nè. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Địa danh nào được in trên tờ tiền 100.000 đồng? Khó quá. Cho biết xài, có bây giờ ngắm cái đèn. Xài toàn 50 với 100, 200 rồi à. Khó đó. Trả lời đại đi. Hồ Gươm. Rồi, không chính xác. Đáp án là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trời, trường đại học đầu tiên Việt Nam. Bến gì tấp nập bán mua lừng danh ngôi chợ đất xưa Sài Thành là gì? Bến gì? À, Bến Thạnh. Chính xác. Cảm ơn. Trong phim Harry Potter, thú cưng của Harry Potter là con gì? Thật ra thì em không có coi phim này nhiều. Thú cưng hả? Đúng rồi. Hình như không có. Không chính xác. Đáp án là con cú. Cú, con chim. Cái con là con chim nuôi thứ, ai cũng có một con mà. Không, chim cú là vật bà hộ vệ của riêng Harry. Ôi hả, trời, tôi biết sao tôi nói ta. Lại là trong phim Harry Potter, thú cưng của Ron Weasley là con gì? Trời ông, cái tên nhân vật đó còn không biết luôn á. Ông nuôi con chó. Không chính xác. Đáp án là con chuột. Con chuột. Đúng rồi. Thời phim này em không có coi. Em không coi là không trả lời được đâu. Coi một hai tập thôi mà, chứ không có nhiều. Trời ơi. Vậy nè, nhưng mà cho chị hỏi cái, em có quan tâm đến chị không? Có chứ, giờ nó không quan tâm là đâu đi làm hát hò gì được. Quan tâm. Có quan tâm đúng không? Vậy thì em sẽ đúng cái này. Vậy thú cưng của Harry Potter là gì? Dùm lẽ một là con mèo, hai là Trấn Thành, hay là Aslin. Thú cưng nha. Thú cưng thiệt đúng không? Con mèo. À, mèo nhà chị tên là gì? Ủa tên gì kệ ta chứ. Ủa hỏi con gì thôi. Đúng mèo. Rồi, đúng chính xác. Biết con mèo mà. Mèo lên story mấy lần. Đố chữ nha. Hướng nào có nhiều người nước hướng ngoài nhất? Hướng hay nước? Hướng, em ơi, hướng nào có nhiều người nước ngoài? Hướng, đố chữ. Hướng nào có nhiều người nước ngoài hả? À? Yeah. Bắc, Đông. À hướng Tây. Đúng không, người nước ngoài? Không chính xác. Đang đố chữ mà. Hướng nhiều đàn ông là hướng nào? Hướng Nam. Đông Nam. Hướng nhiều người nước ngoài là hướng gì? Đông Tây. Dễ, cái này dễ luôn á. Rồi, đố chữ. Cá gì không có răng? Cá gì không có răng hả? Đố chữ. Dễ luôn. Cá cược. Cá cược. Cá cược chính xác. Đúng rồi. Lại là đố chữ. Đắc gì rất hay chóng mặt? Cái gì ạ? Đắc gì mà hay chóng mặt á? Đắc. Đắc gì đắc mà hay chóng mặt? Đắc hả? Ồ. Đắc. Đắc cái gì hả? Đắc lắc. Đắc á. Ồ. Đắc lắc là chóng mặt hả? Lâm không trả lời được cái này đâu. Không, được á, em nghĩ Lâm thông minh á. Kính thưa quý vị, như vậy là Will đúng đáp án một câu. Rất tiếc là không có sự liên tiếp, cứ một lên xuống. Bây giờ chỉ cần Lê Dũng Lâm đúng được hai thôi là họ sẽ thắng luôn, bởi vì họ đang hiện tại là 2-1. Họ thắng là 3-1 rồi. Em đây. Em đây. Anh Lâm ơi, kẹo này thơm nha. Sao? Tôi nghe nói một câu à. Thì tại vì nãy bạn nói là cái anh chị nghệ sĩ để giúp cho bạn có tiền mua sữa cho con mà. Thôi bạn nín đi, tôi thi đây. Thôi bạn nín đi, tôi thi đây. Đi đi. Say. Ổn anh, ổn không? Ổn. Quá dễ luôn. Tại sao mà bạn ấy là một gì? Tại vì có sự giúp sức của người Hàn Quốc. À. Cảm ơn chị Hàn Quốc ạ.
Nói chứ vì Will chưa có hòa nhập được á. Mới vô. Thưa quý vị, Lê Vũ Lâm là quán quân hoài. Thôi anh đừng có nói mấy cái đó đi. Thì là em thi xong rồi anh mới nhắn mấy cái nói được. Okay. Còn nếu mà em không được cái anh nói xui thôi. Anh giúp em đừng có nói, đừng giao đãi trước giùm em. 2 phút dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Dù đầu có sừng hay bị người khác phản bội thì cũng đừng nên làm gì đối chữ. Đọc lại, dù đầu có sừng hay bị người khác phản bội đâu thì... đâu có sừng đừng có sầu. Hay quá đi, giỏi lắm em trai của chị. Cứ như muốn ăn thịt luôn MC vậy. Đúng rồi, phải như vậy, cứ nói lái cho em một cái nữa thôi nào. Tiếp tục là đối chữ như hồi nãy. Mời anh. Trong câu chuyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần, ngoài món quà là ba điều ước, thần đèn còn tặng cho Aladdin món gì khác? Đối chữ như hồi nãy. Cái gì khác? Cây đèn, ông thải cái đèn ra thì trong cái đèn nó có ba điều ước, là sẽ được ba điều ước. Ngoài ba điều ước đó. Đố chữ. Suy nghĩ kỹ nè. Khoan, đọc ra. Cây đèn khen đầy. Cây đèn thần, cấn đèn thầy. Cây đèn thần, cận đèn thầy. Cây đèn thần. Hết thời gian. Cây đèn cày. Cây đèn thần, cây đèn cày. Nãy mới nói đáp án. Đáp án đúng không? Đáp án. Cây đèn thần, cây đèn. Đèn cây. Không chính xác. Cây đèn thần là gì? Thân đèn cây. Trời ơi, cây đèn thần, thân đèn cây. Quá dễ mà. Chán ghê á. Thắng rồi. Địa danh nào được in trên tờ tiền 100.000 đồng? Đừng nhắc, giờ còn biết không ạ? Sai tiền nè. Ngu mấy này đó mẹ. Có, em có thấy. Bán hàng tính tiền mỗi ngày nè. À, có, em biết mà. Đại đi anh ơi. Phố đi bộ cũng quệ. Phố đi bộ không chính xác. Quá. Đáp án là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trời ơi, em nhớ mà em quên. Tiếp tục, bến gì tấp nập bán mua, lừng danh ngôi chợ đất xưa Sài Thành? Bến Thành. Lên. Còn em định nói bến Vân Đồn. Nhìn khá như định bến Vân Đồn rồi. Trong phim Harry Potter, thú cưng của Harry là con gì? Con mèo. Không chính xác. Trời ơi, cái gì vậy? Con cú. Con cú. Ủa, tưởng Harry quên, tưởng con mèo. Trong phim Harry Potter, thú cưng của Ron Weasley là con gì? Con chuột. Con chuột. Lên. Vậy thú cưng của Harry quên là con gì? Con mèo. Con mèo. Yeah. Đối chữ. Hướng nào có nhiều người nước ngoài nhất? Hướng hả? Hướng ngoại. Hướng đông tây. Hướng đông tây. Là cá gì không có răng? Cá gì không có răng? Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường. Không. Nói đàng quá. Cá cược. Hay quá em ơi, hay quá. À, đi mấy bạn ơi, để tôi bình tĩnh nè. Đắc gì rất hay chóng mặt? Đắc gì hả anh? Đắc hả? Đắc. Đờ ác đắc. Đắc. Đắc gì? Đắc động. Đắc mắt. Không sao cả, mình vươn lên 4 đáp án liên tiếp. Trong cái đó Will không có sự liên tiếp. Yeah. Tỷ số hiện tại là 3-1, chúng ta là đội chiến thắng. Yeah. Như vậy là đội Trịnh Thắng Bình, Xuân Vũ và Will đã không giành được phần thắng. Đội A tuy thua nhưng mà vẫn có tiền thưởng là 12 triệu đồng. Yeah. Và như đã nói từ đầu chương trình là mỗi thành viên sẽ được tặng một cặp tai nghe không dây của LG Thân Bri. Yeah. Đó, 12 triệu đồng có trong tay và có thêm quà tặng nữa. Cái vé mà vào vòng trong là chắc chắn hết rồi. Còn bây giờ chờ gì nữa, không bước vào vòng đặc biệt mang về 60 triệu đồng. Rồi đó. Yeah. Lên.
nhanh như chớp. Và vòng này sẽ là vòng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút là xong. Rất đơn giản, khi câu hỏi được đọc xong, ai trả lời thì bước lên một bước và chạm tay vào cái cột của chúng tôi. Dĩ nhiên mình được quyền nhắc nhau thoải mái nhưng không được giành lượt. Dạ. Dễ thôi, quá đơn giản. Hãy kể tên 20 loại áo thường hay dùng để mặc. Áo thường hay dùng để mặc. Áo vest. Áo thun. Áo sạch nách. Áo len. Áo dài. Áo dày. Áo lụa. Áo bà ba. Áo ống. Áo rin. Áo dạ, áo đầm. Áo yếm. Áo lá. Áo yếm. Áo the. Áo vest. Vest rồi. Áo choàng. Áo sơ mi. Áo mưa. Áo mỏng. Áo ống. Áo ống rồi. Áo cúp ngực. Áo lạnh. Đầm xòe. Áo hả? Áo gì? Áo cưới. Áo cưới. Áo dài thượng hải. Áo lót. Rồi, áo măng tô. Măng tô, dạ măng tô. Áo spy the sea. Áo MC. Áo MC. Áo lông. Nhiều rồi. Thưa quý vị, chúng ta chờ đợi xem. Yeah, em nghĩ là 20 triệu rồi. Bao nhiêu loại áo được công nhận? Các bạn nói rất nhiều và mang về được tất cả là 17 đáp án chính xác. Ôi. Gút nhá. Chúng ta không được tiền ở vòng đặc biệt. Dạ. Nhưng mà vẫn có một tấm vé vào vòng trong rồi. Và dĩ nhiên như đã hứa từ ban đầu, chắc chắn các bạn sẽ mang về mỗi người một cái loa cho cái TV Bluetooth LG được mang tên là Xboom Go. Yeah. Wow. Yeah. Ủa, cái loa này. Wow. Dễ thương. Yeah. Trời ơi, đây. Đang cần cái loa luôn nè. Rồi, cảm ơn anh. Và phần thưởng cho cái số này 18 triệu đồng, mỗi người 6 triệu đồng. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin chân thành cảm ơn tài trợ chính của chương trình, đó chính là nhà hàng LG Electronics Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau. Hẹn gặp lại. Vì sao người ta gọi cô gái đang ế là pháp sư? Đang ế là pháp sư hả? Để hay đãi bùa đó anh. Vắng cửa vắng nhà rồi lại đâm vô là cái gì? Vắng cửa vắng nhà hả? Em nghe ván cửa vắng nhà. Vậy này là lỗi thuộc về ai? Thôi chắc do lỗ tai của em nghe không rõ, xin lỗi chị. Lỗ tai em. Để em sai hết đi. Thôi được rồi, thấy thương quá. Không thể kiếm một Giang Mi thứ hai được. Em thấy Giang Mi rất là đặc biệt. Con thuộc về thế giới này, hãy về vũ trụ đi. Nhưng mà đâu phải nuôi vậy đâu. Trời ơi, em là biệt danh là trí tuệ nhân tạo. Câu hỏi nào bạn không thể trả lời là đúng vậy? Trời, khó quá vậy ta. Cho chuyện chạy nước biển được không?